Giờ đếm em. Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm vừa rồi thì em có lên một vài clip báo giá cũng như là cập nhật về một dàn xe nhà em. Thì cũng có rất nhiều các bác chúng ta cũng có để ý cũng như là quan tâm đến cái mẫu xe đua đường phố này. Thực ra thì em hay nói vui như vậy bởi vì là những anh em nào mà đã từng chót thích, hoặc là em nghĩ rằng chắc chắn là có nhiều anh em đã có từng đam mê như em rồi. Nhìn Honda Civic nó đẹp, nó nét, nó cực cười tươi luôn. Và đặc biệt nhá, thế hệ form mới, Gen 11 em không nói, nhưng thế hệ Gen 10 này, nhiều anh em mê luôn. Thì hôm nay đây thì sẵn đây em đang có 1, 2 này, một chiếc dây kia nữa, 3 xe Honda Civic luôn. Thì muốn cập nhật và giới thiệu luôn cho anh em. Thì hiện tại bây giờ Civic thì xe mới thì em không nói nhá, nhưng với form cũ này, tài chính bây giờ đang rất tốt, chỉ khoảng tầm từ trên 500 cho đến trên dưới 600 thôi anh em nhá. Và chúng ta cùng nhau đi với em về từng xe một để tham khảo với em nhá. Rồi, như ở phía trong này đây, thì em đang có một chiếc màu trắng. Thì chiếc này của em là Honda Civic bản 1.8e mọi người nhá. Đúng rồi, bản E số tự động, sản xuất là 2019, nhập Thái, lăn bánh được 59.000 cây. Và em này thì đang có khuôn tài chính gọi là mềm nhất nhà luôn, chỉ khoảng tầm là 530 triệu thôi anh em nhá. Anh em thấy rằng bây giờ chỉ có hơn 500, nếu tính đúng ra bây giờ chỉ bằng hơn một con i10 Morning đăng ký mới một chút xíu, hay là bằng với một chiếc xe hạng B lướt nhá, như là Accent, Vios chẳng hạn, thì anh em phải xỉu ngay được một chiếc Civic này rồi, bản nhập khẩu hẳn hoi luôn, ngon lành cảnh đào luôn anh em nhé. Thì như mọi người biết đấy, thì trong cái phân khúc này thì Honda Civic định hình là một mẫu xe sedan hạng C, có form dáng thể thao, năng động, trẻ trung, và cái tầm tiền nó hơi gấu một tí, xe mới giá đắt lắm. Anh em biết là bây giờ nếu mà một mới tinh trong hãng nhá, thậm chí với cái phiên bản cao cấp nhất, lăn bánh xong xuôi phải tầm hơn 900 cơ. Hơn 900 cho một chiếc Civic thực ra là quá cao. Nhưng anh em nào đã chót đam mê rồi thì anh em có thể chấp nhận được. Nhưng ở với form cũ và đặc biệt là xe đã sử dụng như này thì bây giờ chỉ có hơn 500 rồi anh em sẽ hữu ngày rồi. Thì với chiếc này của em lăn bánh được có 59.000 cây thôi. Đấy, về tổng thành xe thì với phiên bản này chúng ta là phiên bản E là bản tiêu chuẩn mọi người nhé. Chúng ta sẽ được trang bị là cụm đèn pha bi cầu mọi người ạ. Về anh em phải nâng cấp lên LED của em rất là ngon. Phần đèn pha gầm bi dưới này, đèn gầm thôi. Mặt ca lăng cỡ lớn, mạ chrome to bản, đặc trưng của Honda luôn. Phần đầu xe thì form dáng thì cực kỳ nam tính và cực kỳ thể thao năng động mọi người nhé. Về nhá, anh em nào mà chúng ta muốn gọi là tùy chỉnh cá nhân hóa thì chỉ cần nâng cấp nhẹ một xíu này, lên nhẹ bộ tem này, hoặc lên cánh gió thôi là ngon lành luôn. Đấy, đây bạn quay cho mọi người xem qua phần hông bên này đi. Em này thì bản G thì chúng ta sẽ được trang bị la răng phay mọi người nhé. La răng phay đa chấu, kích thước là 16 inch thì phải. Đúng rồi, 16 inch, rất ngon mọi người nhé. Phần hàng ghế bên đây mọi người nhìn này, phần la răng bên này đây, gần như là không hề có cái cấn đụng mọi người ạ. Lốp đẹp, lốp dày mọi người nhé. Đấy, về anh em chúng ta về sẵn đi thôi. Còn đây là phần nội thất trong xe đây mọi người. Với phiên bản này thì anh em sẽ không được đề cao quá về option đâu nhá, bởi vì là phần option của xe thì cũng không có nhiều đâu. Nhưng may chăng là hãng vẫn trang bị chúng ta đó là phần phanh tay điện tử này, màn hình OLED, màn hình Android rồi, chủ xe họ thay rồi, không có Cruise Control và vẫn chỉ là chìa khóa cơ thôi. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có cái phần form dáng thiết kế cực kỳ thể thao, nó vẫn giống hệt với chiếc bản RF bên kia luôn, không có cửa sổ trời. Nhưng bù lại hàng ghế da của xe đây, mọi người nhìn qua cho em, rất căng và mới mọi người nhé. Bản này thì nó sẽ là cái bản cơ bản nhất dành cho anh em nào mà thích trải nghiệm Civic chẳng hạn. Hàng ghế thứ hai đây mọi người, nói chung là hàng ghế thứ hai thì chỗ ngồi đủ dùng mọi người nhé. Anh em nào mà có mua về đi gia đình này, hoặc là có thêm cái sở thích cá nhân nữa thì em này rất hợp lý luôn đấy mọi người ạ. Đằng sau này như em bảo ngay lúc đầu ấy, làm cánh gió thôi, uầy nhìn lên đẹp. Đằng sau thì chúng ta sẽ không được trang bị cảm biến lùi, chỉ được trang bị là camera lùi đó mọi người ạ. Còn khoang cốp của xe thì đâu nhỉ? À, khoang cốp phải mở trên này mọi người ạ. Đây. Thực ra thì với cái bản này thì em Long cũng không hay có nhiều mọi người ạ. Chỉ có thi thoảng mới có một xe thôi. Em Long hay có đó là bản RS với bản G. À, cốp hình như là em đang bị khóa điện kia rồi. Đấy, mọi người nhìn qua cho em, tí nữa em sẽ cho mọi người xem qua bên này. Đấy, đằng sau thì nhìn rất đẹp mọi người ạ. Giá rất rẻ mọi người nhá. Và máy chấm 5 này thì em này nó chỉ tiêu hao nó khoảng tầm trên 6 lít 100 cây thôi. Đấy, em nghĩ rằng là một con số chấp nhận được. Đấy, dành cho anh em một chiếc xe giá rẻ, vẫn là Honda Civic mọi người nhé. Còn nếu anh em nào mà có tầm tài chính cao hơn một chút này, thì em có đó là một chiếc Civic bản G nhá, sản xuất là 2020 màu đen. Đấy, thì bản G này thì nó sẽ là phiên bản cao hơn bản E kia. Thì chúng ta sẽ có thêm một vài option khác nữa, ví dụ như là màu đen này, 2020 nhập Thái này, lăn bánh được 44.000 cây thôi. Và tài chính của xe thì đang trong khuôn khoảng tầm 600 mọi người nhé.
Đấy thì anh em xem qua cho em thì chúng ta sẽ thay bằng là đèn bi cầu nhá. Đèn pha full LED luôn. Đó. Đèn gầm là halogen. Còn lại phần đầu xe vẫn là giữ những trang bị cơ bản như là phần mặt ca lăng cỡ lớn này. Đấy. Màu đen nhìn xe nó nuột hơn rất nhiều mọi người ạ. Tươi, nuột hơn mọi người nhá. À bật mí mọi người một xíu này. Ờ hai chiếc này của em thì tỷ lệ sơn zin sẽ không còn cao đâu mọi người ạ, bởi vì xe đã qua sử dụng thì em Long sẽ luôn nhấn mạnh luôn thì clip của em luôn là sẽ không còn sơn zin. Nhưng mà bù lại là gì? Những phần chi tiết lớn như là phần máy móc khung răng động cơ hộp số nó là zin nguyên bản hết. Về phần giấy tờ xe, pháp lý, an ninh của xe là sẽ không có tranh chấp quyền tự an ninh, không cầm cố vay mượn và xe đã rút hồ sơ rồi. Đấy, thì mọi người nhìn qua cho em nhá. Đây, mọi người nhìn qua cho em bên này đi. Có lẽ là bạn phải đứng bên kia đi, quay cho mọi người xem qua. Đây, em Long xem vào là cái nội thất trong xe này. Đấy, anh em nhìn qua cho em đi. Với bản G này nhá, chúng ta sẽ được trang bị thêm đó là phần màn hình. Có thêm cruise control, có thêm đề start stop. Đấy, phanh tay điện tử auto hold, brake hold nó vẫn còn giữ nguyên như bên kia. Đấy, bù lại thì anh em có cái phần khoang nội thất thì nhìn nó được là nó nuột hơn một chút xíu anh em ạ. Vẫn là ghế da như vậy luôn mọi người nhá. Được cái là Civic thì em thấy rằng là phần khoang ngồi của xe thì để mà nói anh em nhìn lúc bảo chê nhỏ nhưng em thấy rằng cũng không nhỏ tí nào đâu mọi người ạ. Ngồi cũng khá thoải mái luôn mọi người nhé. Hàng ghế thứ hai, thứ ba cũng như vậy luôn. Đấy. Còn đây là phần hàng ghế sau của xe đây. Không biết bạn có quay cho anh em xem qua được không? Nó hơi chậm một tí đấy. Đây. Hàng ghế thứ hai của xe thì với phiên bản này chúng ta sẽ trang bị thêm là có cửa gió điều hòa rồi mọi người nhé. Và phần ghế da của xe này. Ui, chiếc này gần như là chủ xe rất ít ngồi đằng sau mọi người ạ. Ghế da rất đẹp, căng. Tươi mọi người nhé. Đấy, mọi thứ của xe thì đều rất zin luôn. Đây, khoang cốp của xe đây mọi người ạ. Đấy. Rộng đúng không mọi người? Anh em bảo chê nhỏ thôi nhưng mà không nhỏ tí nào đâu mọi người ạ. Khoang ngồi rộng rãi, thoải mái mọi người nhá. Đây, phần cốp sau thì chúng ta sẽ có thêm là phần lốt dự phòng phía dưới này. Lốt dự phòng gần như là em thấy rằng là cũng chưa dùng đâu mọi người ạ. Vẫn còn nguyên tai lông này, nguyên vệt đỏ này, chưa dùng một tí nào mọi người nhá. Tất cả mọi thứ của xe. Thực ra đây bản chất chiếc Civic này thì chủ xe cũng không hay mua để chở đồ đâu mọi người ạ. Đấy, có đi chơi thì đi thôi, chở một vài vật dụng cá nhân nhỏ đi chơi thì đi thôi. Đấy, đây bạn quay cho xem qua phần chi tiết keo chỉ này. Vì là hai xe này đang để gần nhau quá nên là em Long xin phép là sẽ quay cho anh em chi tiết chiếc này hơn nhá. Còn chiếc kia thì anh em nào muốn trao đổi riêng với em thì em phải gọi cho em. Đấy. Đấy, hai xe rất đẹp, tỷ lệ sơn zin nó còn lại trên xe đâu đó khoảng tầm trên 80% thôi mọi người nhá. Nhưng mà những phần chi tiết mảng lớn như phần máy móc khung răng động cơ hộp số là sẽ cam kết rõ anh em luôn. Đấy, và chiếc này đang trong khuôn tài chính là khoảng tầm 600. Còn chiếc màu trắng bên kia bản E được 219, tài chính khoảng tầm là 530 thôi. Còn đây Long vẫn còn một chiếc này nữa, muốn giới thiệu nhanh cho anh em. Đây, anh em nhìn qua cho em này, trên này em còn thêm một chiếc City này. City này của em là phiên bản top, mọi người, sản xuất là 2020. Đấy, màu đỏ mận cực đẹp, lăn bánh đâu đó khoảng tầm hơn 4 vạn cây thì phải, đúng rồi. Đây là City top, hơn 5 vạn cây. Đấy, tài chính khoảng tầm là 450 quay đầu thôi, tiện đây em giới thiệu luôn nhá. Có bên dưới này này. Bên dưới này thì em đang có một chiếc Civic mọi người nhá. Đây bạn xuống dưới này quay đi. Đợt này anh em đang quay rất đông mọi người ạ. Anh em quay đầu xe, em quay đuôi xe cho anh em. Như chiếc này của em thì nó là Civic bản RS mọi người nhá. Sản xuất là 2020, màu xanh đen, nhập Thái. Chiếc này lăn bánh được có 12.000 cây thôi. Một hàng tuyển chọn đấy mọi người ạ, không phải là hiếm, không phải là hay có đâu, rất hiếm có đấy mọi người nhá. Màu xanh này của em là màu xanh carbonsai, xanh kiểu nhạt nhạt mọi người nhá. Đẹp lắm. Bản RS này chúng ta sẽ trang bị là có phần cánh gió rồi này, logo RS này. Đằng sau thì chúng ta vẫn trang bị cảm biến lùi. À quên, cam lùi thôi. Đấy, khoang cốp của xe thì cũng đều như vậy. Bản RS thì chúng ta sẽ có trang bị ở trong nội thất thôi, tí nữa em sẽ giới thiệu mọi người sau. Đây đời 2020, lốp dự phòng chưa hạ rồi, chắc chắn rồi, 12 cây chưa hạ tí nào luôn. Đây, keo chỉ này, mọi người nhìn qua cho em đi. Đấy, mọi thứ của xe đều rất tươi mọi người nhá. Đấy, những cái này thì anh em bạn quay chi tiết cho mọi người đi để anh em có thể nhìn từ xa luôn, đã có thể nắm bắt được rồi. Còn đến đây xem thực tế thì mọi người chỉ trao đổi với nhau về giá và mọi thứ của xe thôi. Đấy, xem có đúng như Long tả không thôi. Em này thì tự tin mọi người luôn là về em không phải làm cái gì cả luôn, thậm chí là không phải sơn mọi người ạ. Bởi vì bản chất là chiếc xe này chủ xe cũng không có sức sát nhiều đâu mọi người nhá, nhưng mà em vẫn ước lượng cái tỷ lệ sơn zin trên xe nó còn lại đâu đó khoảng tầm trên 90% đâu mọi người ạ. Cũng có một vài điểm xước nhỏ chủ xe cũng đã có sơn tỉa qua rồi. Đấy. Đây bạn quay cho người xem qua một chút xíu về phần nội thất trong xe đi. Với bản RS này nhá. Chúng ta vẫn được trang bị ghế bọc da màu đen, có cửa gió điều hòa, nó giống với bản G bên kia. Nhưng bù lại mọi người nhìn qua cho em đi, hàng ghế sau thì gần như là không khác gì xe mới luôn. Nó căng, nó mịn và sờ nó vẫn còn hơi ráp ráp phần phấn đấy mọi người ạ.
Ui, nó đẹp quá, căng. Không hiểu sao bác chủ xe mua về làm gì nữa. Không đi luôn, để nguyên luôn. Đấy, keo chỉ này, bạn quay cho người xem qua phần keo chỉ cho đến là phần cánh cửa xe đấy. Nó đẹp lắm, tắp lô tắp bi này. Kể cả phần tay nắm cửa nhá, không hề có vết xước luôn. Thế mới gọi là xe chứ mọi người. Đấy, còn đây là khoang lái phía trước này. Khoang lái phía trước này thì em sẽ cho mọi người xem qua một chút nhá. Đây. Đây bạn quay cho mọi người xem đi, phần mặt màn hình này, đẹp. Đấy, có thiết kế LCD mọi người nhá. 12.300 cây. Đấy, không phải nó điêu mọi người đâu. Chả có anh em nào mà mua được chiếc xe đâu mọi người ạ, bởi vì chiếc xe này là hàng tuyển đấy mọi người nhá. Mọi thứ của xe cũng đều zin như vậy luôn. Cruise control này, đề start top này, phanh tay điện tử brake hold, chế độ eco này. Em này thì được cái là phần ngoại thất của xe thì được làm nó đẹp hơn một xíu bản RS mọi người. Đấy, còn lại thì với cái phần máy này, à đây quên, nói chuyện mọi người nhá. Với bản RS này chúng ta sẽ được dùng là máy 0.5 đấy mọi người ạ. 0.5 turbo chứ không phải là máy 0.8 như là phiên bản G hay bản E cái đâu. Đấy, ngon là ngon cái máy đấy mọi người ạ. Còn bên này bạn xem một ghế điện chưa? Có rồi đúng không? Đấy, ghế điện mọi người nhá. Ngon này, bạn nhìn cho em, bạn quay cho mọi người xem qua này. Ghế này, má ghế này. Thích không? Nhìn thích nhỉ? Này, căng. 12.000 cây gần như là không hề có đi luôn mọi người ạ. Em mua tại chủ xe mà em giật mình luôn đấy mọi người. Không nghĩ luôn. Đẹp. Nó phải mới như thế này mọi người. Anh em nào mà đến xem xe thực tế nhá, xem chiếc này em nghĩ là mê luôn. Đó. Bạn giật cho tôi xem qua phần máy để giới thiệu cho anh em. Máy 0.8 thì không quay rồi, nhưng mà máy 0.5 này quay cho anh em xem qua. Đợt này lượng xe về nhiều quá mọi người ạ, nên là xe bày hơi sát một xíu. Đi cứ phải rúng gió. Đây. Đây, anh em xem qua phần máy của em này. Em này sẽ dùng máy là 1.5 turbo mọi người nhé. Nó khác hơn là máy 0.8 như bản kia. Đấy, máy móc bạn quay cho mọi người xem đi. Hơn 10.000 cây này. Những phần chi tiết như ốc này nó còn sáng choang luôn. Ốc này không được chạm nha mọi người nha. Những cái phần tubin này là không được chạm luôn. Vì 12 cây cứ phải chạm cái này. Ốc ở cái phần buji này là chưa được chạm luôn. Capo cũng thế này. Em này thì cam kết mọi người nó là zin hết luôn. Trừ cái thốn dầu. Trừ cái ốc thốn dầu là phải tháo thôi. Bởi vì muốn thay dầu là phải thay thôi. Còn lại trên mặt này nhá, anh em không thể nào phát hiện ra được chiếc nào luôn. Nó là zin toàn bộ ốc này. Anh em nào phát hiện ra ốc nào tháo rồi nhá, tôi nói với lòng. Đấy, đến xem xe chiếc này là không phải nghĩ luôn mọi người ạ. Cái gì thì cái chứ những chiếc 12.000 cây như này em cam kết rõ ràng luôn. Bởi vì nó là hiếm mọi người nhá, nó không có nhiều đâu. Này, mọi người nhìn qua cho em này. Ốc 7 màu còn sáng trưng luôn. Cái nắp này. Ui giời ơi. Này, đẹp chưa? Các bác phải đến đây xem chiếc này nó mới hiểu được mọi người ạ. Chứ xem qua clip này nó hơi khó. À, bật mí mọi người về giá nhá. Đây rồi. Civic RS 2020 màu xanh đen, 12.000 cây. Tài chính là 660 triệu. 660 triệu anh em nhá. Anh em nào thích mẫu này thì cân đối qua chiếc này, rất hợp lý luôn mọi người ạ. Civic RS sản xuất là 2020, màu xanh đá, lăn bánh được 12.000 cây. Tài chính là 660 triệu. Anh em nào quan tâm đến ba chiếc xe em Long vừa quay thì muốn trao đổi với chiếc nào hơn thì có thể nhấc máy gọi riêng cho em nhé. Và em Long vẫn muốn giới thiệu thêm là anh Long còn rất nhiều xe mọi người nhé. Vẫn còn rất nhiều xe luôn. Đấy, anh chị nào quan tâm thì gọi cho em ạ. Chào mọi người.